mình là bác sĩ, sau đây mình là tôi mình là bạn nhà sĩ thái, mỗi lần tôi chơi nhiều rồi, tôi mang những cái đi ăn đến sắp bị đau mà phải bác sĩ. Thì cái này mình là bạn nhà sĩ thái, bố chị ấy khám rồi, cái bị bên này bị mình là bên này, nhà bạn mà chơi, tên gì anh ấy tên thứ anh ấy vậy, nhưng mà anh ấy bố má rồi, cái anh ấy đại mà tên thứ anh ấy vậy, chân anh ấy má rồi, chơi tên chơi trong nhà tôi bác sĩ. Sau đó bây giờ lý đại khán này một khán giả này nhà rồi, rồi khán cái ura mà trên này có số máy anh ấy sinh năm mấy này, chẳng cái ura đi đại mà trên này có sinh năm mấy anh ấy sinh con năm mấy nào đại khán này mà anh xem, nhưng mà anh nghe tao mấy đi đại thì em mua được đại khán giả đi anh nhà rồi, sét tuổi, mặc quần, bát tay, mặc cổ, sang cổ, mua làm gì, phải ăn cho quen sai tao mấy đi đại anh luôn luôn mà mua nhà bộ là lại xin anh mấy, nhà cha anh nhà xây mua thích cho anh anh lúc khán mình tháo vào xem. Nhưng mà anh nghe nhau bán đi đá đi ấy, mô liệu đá khám mẹ đi anh nghe rõ. Hà khá, mô yu hà, nhật dì nà, mẹn đà lì, lá sô, tàu chí, hê hô, lại có sai đi đá ấy, á lông lô lô mà lê mô yu bộ lá lại xin em mái. Mẹ lì mà nì à quá chá nè chá đi đá ấy mà, nì à chá chá nè nì à xí xí mô thê chung à nè mà anh xin. Sẽ là biểu mô yu tình khám mẹ chá nì nì à rõ. Nhưng mà anh nghe lông nì à anh nè bà nì bà mà, lý xe mì lì mì tà nì, xe xe mì lì mì tà nông lọ, mô yu à tông nè lô khám mẹ thà vả xin. Nếu bố trí khám mẹ chá nì à rõ, chân bì nè, xâm bì nè, tàu mạng kinh áp bì nè, tên lại tay mà, nà xa tông đi gửi xin đi gửi cả nì, nà xa xa đi gửi xin đi gửi lâu xin nè bì, chân đi tay mà tông là tông đi gửi xin đi gửi lâu nhìn chân nè mà nhưng mà bên này bên khám bệnh này nhà rồi nhưng mà bên này bên má lái này nghe này lái tới đây xin này mày nhưng mà cái người này sao mà lái như nó bây giờ này tông bên này cái lúc bên này bên má lấy bây giờ này ngay bị lao xin này mày mà lấy miêu này đi đuổi ngay là sao khám bệnh này nhà rồi làm cái ngay là lâu lâu má mà lấy mà mua vào bộ lá lại xin này bây giờ như giờ ông bố chồng nhà rồi tông lấy sao đi gửi xin đi gửi làm như trên này mày chẳng có miêu này đi đuổi ngay là sao khám bệnh này nhà rồi ngay là lâu lâu má mua vào bộ lá lại xin này bây giờ như giờ ông bố chồng nhà rồi tông lấy tông đi gửi xin đi gửi làm như trên này mày xem đi biểu này đi đuổi khám bệnh cho anh nhà rồi làm mấy ngày lâu 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 mà đi biểu mà lấy mua vào bộ lá lại xin này biểu miễn là ông bố chồng nhà tông lấy đi gửi xin đi gửi làm như trên này mày xem sau là bây giờ anh sẽ đi tại mà xem nhiều gì để mua liệu tại trên này rồi đến sẽ bị tăng mà cho bạn xem chế độ này để mà xem.